cái bộ dầu gội đầu này là một cái bộ đặc biệt nhất. Chúng ta sử dụng những cái bộ dầu gội khác thì sản phẩm mà 100% thuần chay này, như chúng ta ông bà xưa hay gội cái bồ kết hay gội cái dầu bưởi, mà nó cái cảm giác rõ nhất, mà gọi là cái cách mà ông bà xưa hay dùng. Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Tiếp tục cái chuỗi video mà mình chia sẻ cho mọi người cái việc mà chăm sóc phục hồi tóc hư tổn, tóc khô sơ rối, và đặc biệt là mình muốn chia sẻ cho mọi người cách để phục hồi tóc nhanh và tóc phải kích thích cái tóc của chúng ta mọc nhiều hơn, nó dày hơn lên từng ngày. Hôm nay thì mình muốn recommend đến mọi người một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Việt Nam. Từ khi mình biết dùng cái dầu mà để chăm sóc phục hồi tóc thì mình lần đầu tiên dùng một cái thương hiệu đến từ Việt Nam nha mọi người, và mình đặc biệt yên tâm tại vì trong cái sản phẩm này nó 100% là thuần chay nha mọi người. Đây, cái sản phẩm đấy là một cái bộ dầu gội đầu đến từ nhà Coco. Cái bộ này thì là mình mua 312.000. Trong này một chai như thế này nó có là 310ml nha mọi người. Và mình mua thêm cái em xịt dưỡng tóc này để kích thích cái tóc của chúng ta mọc dày lên, nhiều lên từng ngày. Em này thì 118.000. Đây, mà em nó được 140ml. Và cái thương hiệu Việt Nam lần đầu tiên mình nhìn thấy nó có cái thiết kế nó rất là ok. Mình thích những cái loại thiết kế nào mà có cái vòi phun này nha mọi người. Vòi này thì khi chúng ta lấy cái lượng dầu ra khỏi cái chai ấy, thì nó rất là vừa đủ và nó không bị loang ra ngoài và nó rất là sạch sẽ. Cái bộ này thì khi mình gội ấy, thì mình thấy là gội lần đầu tiên thì nó hơi khô ở cái vùng chân tóc. Tóc mình là tóc gọi là tóc da dầu nhưng mà nó vẫn hơi bị khô ở cái vùng chân tóc này, nhưng gội đến lần thứ 2, thứ 3 thì nó ok. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ngay đến cái bảng thành phần nhà em nó. Trong này thì có 3-4 cái thành phần chính nha mọi người, và đặc biệt nhất đấy là cái tinh dầu bưởi, nó chiết xuất từ cái tinh của cái vỏ bưởi ấy mọi người nhá. Đấy là cái đặc biệt đầu tiên. Cái thứ hai nữa, nó có chiết xuất nhiều từ vitamin B5 và axit amin. Trong này thì nó không có chứa cồn này, không paraben này, không sunfat này, và nó không có dầu khoáng. Khi mình đọc cái bảng thành phần này ấy, thì mình cảm giác rất là yên tâm. Tại vì chúng ta gội dầu gội đầu ấy, mà chúng ta trong cái quá trình chúng ta phục hồi tóc ấy, mọi người không nên dùng cái loại nào mà nó có nhiều chất hóa học pha trộn vào. Trong cái bảng thành phần này thì mình sẽ show cho mọi người nhìn thấy, ở cái bảng thành phần này nó rất là nhiều thành phần, nhưng đặc biệt là nó 100% từ thiên nhiên, nó thuần chay 100% luôn nha mọi người. Đấy là cái đặc biệt mà lần đầu tiên mình thấy cái thương hiệu Việt Nam nó làm được cái điều đấy. Và trong cái bộ này mình nghĩ là những ai đã dùng cái thương hiệu của nhà Coco ấy thì mọi người sẽ biết là cái bộ dầu gội đầu này là một cái bộ đặc biệt nhất trong tất cả những cái sản phẩm của nhà Coco. Những cái sản phẩm khác thì nó trong cái thương hiệu này thì nó có về mặt này, chăm sóc mặt này, chăm sóc body, chăm sóc môi, nó có hết. Nhưng đặc biệt nhất và mình thấy là được nhiều chị em review và ưng ý nhất của nhà Coco thì là cái bộ này và cái em xịt dưỡng tóc này. Đây, thì mình đã mua cả 3 cái sản phẩm này về và mình thử dùng. Nhưng mà thực sự là cái kết quả nó cho mình một cái rất là bất ngờ. Và mình dùng xong thì mình thấy rất ưng ý. Một thương hiệu Việt Nam lần đầu tiên mình cảm giác rất là ưng ý. Từ cái thiết kế đấy, từ cái thiết kế nhìn nó rất là xịn sò rồi. Cái thứ hai nữa là cái thành phần của em nó, và đặc biệt nhất là cái kết cấu của nó cũng khá đặc và khá là ok. Khi chúng ta dùng và tạo bọt ấy, thì nó tạo bọt rất 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 thích luôn mọi người nhé. Nó không có tạo bọt nhiều, nhưng khi chúng ta gội và chúng ta massage ấy, cảm giác cái da đầu của chúng ta nó sạch sạch được. Những ai mà da đầu bị bết, bị da dầu ấy thì mọi người sẽ cảm nhận rõ nhất. Và khi mọi người dùng cái bộ này thì nó sẽ cho mọi người cái kết quả tăng hơn những cái da đầu bình thường nữa, thì mọi người sẽ thấy ưng ý hơn. Đặc biệt là da mình, da dầu mà mình dùng trong 1-2 lần đầu ấy thì mình cảm giác nó hơi khô ở cái tóc của mình. Nhưng không sao, khi mọi người gội đến lần thứ 3, thứ 4, khi nó đã quen với cái da đầu của mọi người ấy, thì nó rất là mượt. Ok, mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà mọi người sẽ sử dụng nó như thế nào để nó có đạt được cái kết quả tối đa nhất. Như bản thân mình nhá, khi mình dùng ấy thì mình không nghĩ là nó hợp với tóc mình. Tại vì khi mọi người gội một lần đầu tiên mà nó làm cho tóc mọi người khô thì mọi người sẽ nghĩ rằng là cái này không ok, nó không có thích nghi được với tóc của mình, thì chúng ta sẽ ngưng dùng. Nhưng mình dùng nhiều sản phẩm, mình quen dùng da mặt hay là tóc của mình thì mình đã thử quá nhiều sản phẩm rồi. Mình phải dùng 3 lần, 4 lần để xem nó thích nghi với tóc mình như thế nào thì mình mới đánh giá cái sản phẩm đấy nó có ok hay không. Và cái em này thì mọi người biết mà, nó 100% thuần chay. Thì khi mà nó lên tóc của chúng ta sử dụng những cái bộ dầu gội khác thì đặc biệt nhất là những cái dầu của thương hiệu nước ngoài thì người ta phải pha lẫn và nó tạo bọt rất là nhiều. Thì cảm giác lúc gội xong thì nó rất là mượt, rất là trơn. Nhưng đến một ngày sau thì mọi người sẽ thấy nó khô dần đi. Còn cái sản phẩm mà 100% thuần chay này, như chúng ta
ông bạn xưa hay gọi cái bồ kết hay gọi cái dầu bưởi mà nấu lên để chúng ta gọi, thì bắt đầu gọi thì nó hơi rít rít, mọi người cảm nhận rõ. Những ai đã từng gọi cái bồ kết ngày xưa ấy, thì mọi người sẽ cảm nhận rõ nhất, mà gọi là cái cách mà ông bà xưa hay dùng ấy, thì nấu sôi lên để nguội, và gọi thì khi gọi xong thì nó hơi khô một tí ở cái chân tóc, nhưng sau khi chúng ta sấy khô đi hoặc chúng ta để hong nó khô đi thì tóc của chúng ta sẽ vào nếp và nó rất là ok. Đấy là nó có cái sự khác nhau giữa cái dầu mà nó có nhiều cái chất hóa học trộn lẫn vào và cái sản phẩm thuần chay như cái nhà của cô này, thì nó sẽ là cái cách phân biệt như thế. Và cái cách nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, với bản thân mình, tóc mình rụng cực nhiều tại vì mình đã nối tóc, mình chia sẻ ở những video trước rồi, mình nối tóc rất là nhiều năm, và hơn nữa là mình đã tẩy tóc rất là nhiều lần. Và khi gội ở nhà thì không bao giờ có cái cảm giác được như thế này đâu mọi người nhé. Hôm nay mình đã tự tin ngồi đây và chia sẻ với mọi người, tóc mình là vừa gội xong sấy, và mình sấy qua nhẹ nhàng với cái máy sấy mà không có nóng thôi, và đặc biệt nhất là khi vuốt vào nó không có bị sơ nữa mọi người ạ. Đây đó, và cái cách mà mình làm cho tóc của mình khỏe dần lên và mọc nhiều hơn, không những là một cái bộ này đâu nhé mọi người. Mình chia sẻ ngay cho mọi người cái cách mà mình áp dụng hàng ngày. Nếu mọi người có thời gian thì mọi người áp dụng hàng ngày, còn nếu mọi người không có thời gian thì mọi người sẽ làm cho mình một tuần 2-3 lần trên một tuần. Đấy là đầu tiên chúng ta sẽ ủ cái tóc của chúng ta. Ủ cái tóc này mọi người sẽ xịt qua cái nước lã, xong đấy thì mọi người sẽ ủ cho mình với cái tinh dầu dừa. Tinh dầu dừa mọi người vuốt đều, kể cả phần chân tóc này mọi người có thể vuốt nhá. Mọi người sẽ vuốt vào thì cái tinh dầu dừa nó cũng kích thích được cái tóc của chúng ta, tóc con này mọc lên nữa. Chúng ta sẽ ủ ở cái phần chân tóc đến phần đuôi tóc luôn. Ủ trong vòng 30 phút thì nó sẽ có kết quả tối đa nhất. Ủ xong 30 phút xong, mọi người sẽ xả ướt cái tóc đi và xả hết cái tinh dầu dừa đấy đi, và mọi người sẽ gội cái em dầu gội của nhà cô này. Đấy, mọi người sẽ gội sạch sẽ hai nước nhá. 2-3 nước cái dầu gội coco này. Xong khi đấy tóc đã sạch cái chân tóc rồi thì mọi người sẽ ủ tiếp cho mình cái dầu xả coco này 7-10 phút nữa nếu mình có thời gian. Mọi người thì ủ trong quá trình mọi người tắm ấy, thì khi xả xong, khi tắm xong thì mọi người xả cái này là nó đủ được 7-10 phút. Thì sau đấy mọi người xả xong, mọi người sẽ sấy khô đi. Sấy khô, bắt đầu khô, không cần khô hẳn, thì mọi người sẽ xịt cho mình cái tinh dầu bưởi này, xịt đều ở cái vùng chân tóc này, có thể xịt ở cái vùng ngoài này nữa, và để cho nó khô tự nhiên, để cho nó khô tự nhiên như thế. Mọi người áp dụng liên tục cho mình trong vòng 2-3 tuần. Nếu mọi người không có kết quả, mình nghĩ rằng mọi người có thể inbox cho mình hoặc chia sẻ cho mình, thì mình sẽ chịu hoàn toàn cái trách nhiệm mà mình đã chia sẻ cho mọi người là nó có đúng hay không. Tại vì tóc mình nhá, nó cực kỳ là mỏng vì là sợi tóc tơ. Mọi người, những ai tóc tơ có thể biết là cái sợi tóc tơ thì nó rất là mỏng và rất là yếu, và nó bị hay bị trẻ ngọn này này, trẻ ở cái đầu ngọn này. Bình thường nếu tóc không làm hóa chất thì ok, nếu tóc làm hóa chất một tháng mình phải đi tỉa 1-2 lần cái ngọn này để cho nó khỏe cái tóc của mình đi. Và sau đấy khi mọi người đã cảm giác là nó phù hợp với tóc của mọi người rồi, mọi người sẽ áp dụng đều cho mình, áp dụng đều như thế. Mọi người có thể gội dầu này hoặc dầu khác, nhưng mà cái cách mình chia sẻ ở đây đấy là khi mọi người áp dụng một cái bộ sản phẩm mà nó thuần chay như cái em nhà của cô này thì nó sẽ có kết quả tối đa hơn và bình thường hơn nữa. Thì mình thường thường mình sẽ áp dụng đều. Khi mình đã chăm sóc, mình đã phục hồi thì mình phải cố gắng. Tức là cái tinh dầu dừa nếu mà ai không quen thì cảm giác cái mùi rất là khó chịu, và nó ủ thì nó hơi bết bết giống như dầu ăn ấy, thì nó sẽ làm cho cái tóc của mọi người thấy bết và khó chịu. Nhưng mà mọi người ủ và mọi người thấy có kết quả thì nó cực kỳ là ok luôn. Và đấy là cái cách mà hàng ngày, hàng tháng mình vẫn dùng. Mình thì nếu mà áp dụng liên tục, ngày nào mình cũng gội đầu, và chỉ ví dụ như ngày hôm nay mình dùng tinh dầu dừa thì ngày mai mình không dùng, mình sẽ cách ngày như thế. Nhưng cái xịt tinh dầu bưởi này thì ngày nào mình cũng phải xịt, khi gội xong là mình phải xịt, vì tại vì mình tập hàng ngày ấy, cho nên là tóc nó ra rất là nhiều mồ hôi, mình không thể để qua ngày. Nếu mà bình thường, nếu những ai mà không tập ấy, thì mọi người có thể để 2-3 ngày vẫn được. Với em này mình thấy rất là hài lòng với cái thương hiệu Việt Nam, và mình tự tin để mình dùng rồi, và sẽ trải nghiệm tiếp những cái sản phẩm của nhà Coco để chia sẻ cho mọi người. Nó có sản phẩm cho mặt, mặt nạ, rồi các cái sản phẩm để tẩy da chết, rồi sản phẩm cho body và sản phẩm cho môi nữa. Thì lần đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái sản phẩm về tóc đã. Khi nó cái sản phẩm về tóc nó ok thì mình sẽ chia sẻ những sản phẩm khác. Và cái cách mọi người có thể theo dõi mình đấy là mọi người nhớ subscribe cái kênh của mình, sản phẩm mà mình trải nghiệm, rồi những cái sản phẩm hay ho thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái được và những cái chưa được. Nhất là tóc này này, nếu mọi người phục hồi không tốt thì tiền mất tật mang.
không được cái gì hết, mà là mất tiền nữa, mất thời gian nữa. Và cái cách của mình chia sẻ đây là cái cách thực tế nhất, mọi người áp dụng ngay, khi mọi người xem cái video này mọi người áp dụng ngay. Thật sự luôn, tóc mình rất là yếu và nó rất là khó phục hồi, kể cả đi những cái salon lớn cũng không rất là chê cái tóc của mình ấy. Nhưng mà khi mình áp dụng cái cách này mình đã thành công, và mình cũng mong mọi người thành công và có cái tóc khỏe và chắc. Cái tóc là tóc con người mà, nó sẽ giúp cho chúng ta đẹp lên từng ngày. Ok, video hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết video của mình. Mọi người nhớ like, share, subscribe cái kênh của mình, để chúng ta sẽ gặp nhau ở nhiều nhiều video tiếp theo hơn nữa. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá. Bye bye.